Ôi, xin chào tất cả anh em. Thì cái con xe điện mình nay mình đã làm xong rồi. Đấy. Rất mất nhiều công, mất nhiều thời gian. Chưa hoàn thiện hẳn đâu nhưng mà tạm tạm đi được rồi. Vận tốc max khoảng tầm 80, hơn 80 tùy. Nhưng cái mình muốn nói đến ở đây là mình sử dụng con VSC. VSC thì có phanh tái tạo. Đấy. Cái phanh tái tạo như nào? Là khi mình ga lên. Đây. Ví dụ khi mình ga lên đấy, khi mình ga lên thì nó chạy đúng không, khi mình nhả ga ra thì nó sẽ trôi đấy, nó sẽ trôi từ từ. Còn mình muốn nói đây là cái phanh tái tạo ấy. Ví dụ bình thường ấy, khi mình ga lên mình không bóp phanh đấy, khi mình ga lên mà mình không bóp phanh ấy thì động cơ nó sẽ tự động thả trôi. Còn khi mình đã bóp phanh ấy thì ngay lập tức cái con VSC này nó sẽ thông báo là hiện tại là mình đang muốn phanh, thì nó sẽ dùng chính cái bánh, dùng chính cái động cơ này này đấy, nó phanh. Và cái dòng sinh ra lúc phanh ấy thì sẽ được sạc ngược lại cho pin đấy, thì đấy gọi là phanh tái tạo đấy. Thì bây giờ mình ga lên này. Mình ga lên đấy, mình thả tay ra thì nó tự động nó trôi về đúng không đấy. Đây mình bóp phanh là cả phanh cơ lẫn phanh từ nó sẽ thắng con động cơ lại. Thì đây để mình muốn cho các bạn xem chuẩn chính xác hơn thì để mình sẽ tháo cái phanh đĩa ra. Đấy. Đây mình sẽ tháo các hạt của phanh đĩa ra nhé. Tháo cái phanh đĩa ra. Rồi, anh em nhìn nhá, mình đã tháo hẳn cái đĩa nó ra. Đấy, mình đã tháo hẳn cái đĩa nó ra như này. Đấy, bây giờ mình ga lên này. Đúng không? Đấy, ga lên. Mình bóp ga. Đấy, nghĩa là cái khi mình bóp ga cái là cái động cơ nó sẽ phanh cho mình lại. Đấy, nó bằng phanh bằng nghĩa là nó sẽ phanh tái tạo đấy, là cái dòng sinh ra lúc này sẽ được sạc ngược lại cho pin đấy, gọi là phanh tái tạo. Còn khi mình vừa ga vừa phanh ấy thì nó hiểu là tự nhiên cái con VSC nó tự hiểu nó là mình đang muốn thả trôi, thì lúc này nó chỉ cắt ga thôi đấy. Thì đây mình đây, cho anh em xem này, này mình không cầm đây đấy. Và bây giờ mình phanh lại, nếu như mình phanh lại thì nó sẽ cắt ga của mình đi đấy. Thì đây ví dụ mình là đây, mình xoay trong tay ga nhé, ga đang vẫn giữ nhé đấy. Đấy, động cơ lại dừng, anh em có thể nghe thấy tiếng dừng đấy. Còn khi mình thả phanh ra nó lại chạy bình thường, tay mặc dù tay ga vẫn giữ đấy. Đây khi mình phanh đấy là nó có khự lại luôn đây đấy, mặc dù không có đĩa nhé, nên động cơ nó vẫn đứng im. Rồi, xin chào tất cả mọi người.